Hiền Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Buổi chiều cô chú anh chị, bây giờ là mấy anh em vào để lau mộ chú Vũ Linh cô chú anh chị. Mộ chú buổi chiều ha. Ủa? Sao có trại xuống, có một cái xài xuống đất rồi. Con nhang. Rồi, hủ phạm là đây bà con ơi. Hủ phạm là đây. Nó phái ăn xài đó lắm, hôm bữa vậy. À, hải chân nhiêu? 5 Mèo trái, ơi. Nó quất hết 4 nào trái. Đi học con. Vô lau mộ đi, món năm phù hộ học giỏi. Sao đang quay tự nhiên tắt? Bấm lộn. Lau đi rồi à. Rồi đốt nhang xin ông Năm là cho con cô dạy tới đâu nhớ tới đó. Tới đâu nhớ tới đó nha. Chứ dạy mới có 3 chữ mà quay lại chữ thứ nhất là hay không nhớ rồi đó. Ba mới chứ. Cố gắng học nha. Ơi, mốt ra cô đó dạy rồi hết cho ông Năm chưa? Hết giấy rồi. Cô dạy tới đâu rồi nhớ tới đó. Đừng quên được rồi. Chó là nó mộn nặng thấy không? Chó. Mà đi. Đó. Thấy không? Giờ còn ngồi ở đó ăn nữa. Đó kìa. Không giấy mà bớ ngồi đó bớ ăn mà bớ nói không giấy đâu. Đó kìa. Miệng thì nhai nhấp nhép kìa. Miệng thì la nhấp nhép. Không bánh thì để cho chân rồng. Trời ơi, cô Tiên dạy có một ngày là cô Tiên cho thôi việc luôn rồi đúng không? Cô Tiên cho thôi việc. Giờ là đi đi học luôn rồi. Cho thôi học luôn rồi, đúng không? Vậy là bị mắc dạy rồi. Cô Tiên bị mắc dạy. Làm gì mắc vậy? Trời ơi tôi về dạy con tôi chứ gì đâu mắc vậy. Đó, đó chú nói nè, cũng nên nói rồi đó. Hết. Cô giáo nói thôi để cho cô giáo cho nó nhập học, cô giáo dạy để rồi cô Tiên dạy cô giáo mắc dạy à. Dạy nên cô giáo không chịu. Chắc bữa cô nghe đó Tiên nói. Cô của con không nhận, vô đây cô Tiên nhận. Đó, bây giờ là cô lật đặt cô nhận liền. Thấy không? Cô giáo sao mà cô không nhận được? Mà không phải đâu. Làm sao mà có cái trường nào mà lại không nhận trẻ em khi mà đến tuổi đi học? Phải nhận thôi. Lỡ chứ bây giờ mà không nhận á, là vài bữa nữa là coi chừng mấy ông tới hỏi sao cô không nhận học sinh là mệt à. Đúng rồi cô, bởi vì Hiền Tiên Hiền Tiên làm cô giáo phải lên tiếng. Bữa nói khỏi con mà cô không nhận thì đây cô dạy cho đã biết chữ, không cần đi học cũng biết chữ. Vậy quan trọng chịu học hay không, không học là đánh. Bởi vì mèo chơi với YouTuber ở mộ cũng có lợi quá ha. Bữa nay đặc biệt là có YouTuber đại gia tới bà con ơi. YouTuber đại gia. Đầu lao đại vào mặt. Đại vào mặt là ôi sao anh? Trời ơi, đây có mấy quả xoài ngon quá này. Ngon không anh? Ngon là cũng cậu rồi đó. À, xin xuống đặng lau hơn nữa đem lên nữa. Đang lau bàn thờ. Nữa hả? Không có cây hả anh? Gần nay anh về luôn chưa hay là anh đi đâu nữa? Giờ ở trên Bình Phước anh công việc nhà được ổn chưa? Ở bàn chứ. Bàn gì đó. Hiện Tiên là hỏi anh cái đường xa xôi đó. Ý anh nói là tương lai mua đất Bình Phước á. Anh nhìn kìa. Hai vợ chồng làm YouTube đang tính cái chuyện mua đất này. Đấy, chỉ lau mộ cho cậu mà giờ nó hỏi mua đất rồi. Trời ơi, em là mộng thôi chứ làm gì được giống anh. Đúng rồi. Biết bao nhiêu là chục mẫu. Mà đất rồi rồi, cò bay thẳng cánh. Thiếu gì như thì thiếu á chứ đâu có dư. Cò bay thẳng cánh. Đất dầu tiếng đầy nhà, dầu tiếng quê dầu tiếng đất đầy. Ừ, đất đầy mà đất người ta đó. Chúng ta đang phải đi lên dầu tiếng mua nè. Đâu phải mình ở dầu tiếng đất đầy là mình cũng đầy giống như người ta. Ủa Nam bữa nay không đi đón anh Kim Tiểu Long hả? Anh Long về rồi, anh Nam không có đi quay hả?
Trời ơi sao kỳ vậy? Anh đi quay với anh Minh mà sao à? Thấy mấy mày. Vậy mà nãy hỏi đi đâu đi, nay đi đâu rồi? Đi quay chung với gì mình rồi cuối cuộc bữa nay ảnh ra anh ra sân bay anh đón anh Long ngoài đó. Trời ơi cô bả kìa, vậy mà đầu học thông minh nè. Cô nè. Thôi nè, cô chú anh chị. Bánh thì ngồi ăn. Đó, ngồi ăn bánh nè, đó, tiểu thư của tôi nè. Đó, ngồi ăn bánh nè, thấy chưa? Anh em lao mộ giờ ngồi cô ăn bánh nè, đã không? Đột năm phù hộ cho, trời ơi. Trời ơi là trời. Không phải tin vào sự thật. Đó, giờ ngồi ăn bánh tỉnh bơ luôn rồi. Ngon lành rồi. Học rồi nhớ thứ bảy chủ nhật vô thăm nha. Thứ bảy con có học không? Không. Hả? Chủ nhật nghỉ. Chủ nhật mới nghỉ hả? Thứ bảy. Thứ bảy về nhà con. Vậy là thứ bảy học luôn hả? Chủ nhật mới nghỉ. Vậy là cũng mong cô là kèm cho bé mèo nhiều nha. Tại bé mèo thấy cũng yếu rồi cô kèm nhiệt tình cho bé mèo, xin cô cho ngồi nhất á bé mèo. Giờ chạy luôn rồi. Chạy đâu rồi? Ngồi đầu á đặng dễ tiếp thu hơn. Chạy đi kiếm bánh rồi. Chạy trên bàn á. Rồi tôi chở một xe ghép. Coi chừng máy cô. Trời ơi chết. Dưới tu viện dưới kia thì to. Mà ui trời con dưới đây. Trời ơi giờ dành ghế ngồi. Phát ở đâu Nam? Hôm qua đi sang cái chỗ trung tâm bảo trợ ở Củ Chi cơ. Trời ơi bữa giờ em có cái này muốn gặp anh mà không có gặp được. Để chốt ra nói cho nghe. Thứ sáu ngày mai bữa mình là hẹn thứ bảy hả chủ nhật mai nói chung là em chuẩn bị gom mấy cô bán vé số mấy chú bán vé số là vừa rồi đúng rồi cứ lên mình trả 2 triệu không lên thôi mình lấy tiền đó mình đi mua gạo. Chúng mình xem còn cái đợt nào mà tài trợ nào sang chỗ trung tâm chỗ Tiền Dương như vậy là nằm chỉ có trong cũ và mỗi cái phải buộc một cái dây chẳng và cũng không thể chạy khóa sao kỳ vậy bại não lao mộ cô chú anh chị ơi sao bà toàn bị gì không vậy cái gì rồi giờ cô lao nữa được không? Được không? Ừ. Chó nó nói là con lao ở đây rồi nè. Đó, nãy giờ ngồi ghế ăn bánh giờ cái bè đặt lại lao kìa. Sờ rồi. Rồi có tay có rửa chưa? Như vậy có hành tâm không con? Ngồi ghế ăn bánh đồ. Trời ơi chụp hình lại luôn rồi chút đưa lên luôn nè, ở đó không có cãi ha. Chó với mèo Hy nè, coi là đứa nào học giỏi. Chơi không? Nếu mà đứa nào học giỏi á là vô đây chú hưởng cho. Bí mật thưởng là thưởng lớn nha. Bí mật. Bây giờ chơi không? Giờ chơi không? Ai học giỏi nè. Ừ. Giờ học tới cuối năm đi, đứa nào có bằng khen đem vô đây nhận thưởng. Còn không bằng khen không được nhận. Trời ơi. Người ta bắt đầu mà giờ mới giao mà nhà có giấy khen gì? Giờ lớp 1 đây nè. Ừ. Lớp 1 nó khó, lớp mẫu giáo gấp 10 lần. Ừ. Có bằng khen là lên đây chú ếch thưởng cho nè. Lớp mẫu giáo thôi chỉ việc ăn với ngủ là cũng có bằng khen nữa. Được biết gì không? Bé ngoan tại vì học ít nghỉ.
ăn ngoan. Mèo trong vậy chứ sáng dạ lắm á. Mèo với nhiếc đẹp lắm á. Sáng dạ lắm. Gán học cho mèo. Láng học sau 3 năm học lớp 1 của con. Mèo. Mèo con. Mèo. Nhớ chú dặn cho bữa đừng có ăn cái đó là bảo đảm là học chứ không mình. Ghẹo nhỏ riết à. Thứ hai này đi rồi hả? Ờ, lại đây coi. Ờ, thứ hai này đi học rồi. Nhớ học giỏi ngoan nha. Chứ học mà học mà không tập trung là cô đánh là không chịu trách nhiệm đâu đó. Sưng đít luôn á. Thích đi học không? Thích phải không? Vô trỏng mèo nó không biết chỉ nữa nha. Vô trỏng đừng ăn dụng nha. Vô trỏng mà ăn lúc ra chơi thôi đó. Vô trỏng mà ăn hiếp mình á. Về mấy chú. Phải không? Cho 5.000 phải không? Rồi đừng có nói chuyện với bạn, tập trung học nha. Hai vợ chồng nhà này nó chỉ nó mộ thôi mà đang hỏi đi mua đất. Trời ai nói gì nói, người ta đại gia, người ta muốn nói gì ta nói. Mình nghèo thì mình chịu ơi. Ta đại gia ta đi qua YouTube bằng xe 7 chỗ không à. Còn mình thì đi xe bằng 2 bánh. Quá ta không muốn nói rồi à. Còn ta đi toàn xe ô tô 4 bánh không à. Mình ta nói mình đại gia. Ta chuẩn bị lên 16 bánh rồi. Ủa con hấp da vậy? Cho cô hả? Con chú nữa. Ủa, rồi con hấp cho con chưa? Con lấy chưa? Con hấp rồi hả? Ở đây nhà 20 hả? Hay tiền? Để em coi lịch là biết. 20. 20 ha. 20 tháng 7. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm Ngôi Di Đà Phật con không biết khấn, nhưng con nhờ bên cạnh là hai vị Phật trong này nó khấn giỏi, thì con khấn cho con, nó khấn thì con nghe kéo vậy. Con nghe ké khấn vậy chứ còn con không biết khấn. Hàng gì? Con nhờ 10 năm vợ chồng 15 F 16 F là khấn ké, khấn ké cho con. Khấn ké. Rồi YouTuber đại gia nhờ 16 F làm gấp cái việc này. Đó chính là nhờ khấn ké bà con ơi. Vâng. Hôm nay anh đi theo thầy Minh Tệ ha anh. Rồi nghe nói là anh đi theo thầy Minh Đạo nữa hả? Đúng rồi, đi theo thầy Minh Đạo được tháng rồi. Anh đi theo thầy vậy anh có ăn chay giống thầy không? Minh Đạo hôm mùng 7, tháng 7 vừa rồi. Gặp được mấy lần anh? Gặp được lần thôi. Anh đi theo thầy vậy anh có ăn chay ăn lạc gì giống thầy không? Có chứ. Thì xuống toàn ăn cơm chùa thì ăn cơm chay thôi. Dạ. Rồi về nhà. Về nhà thì ít khi về nhà lắm. À, ít về nhà hả? Về nhà thì mình ăn mặn, nhưng mà theo như các thầy nói á thì mình không cứ phải ăn chay trường hay ăn chay gì. Mình ăn chay được bữa nào đó là tốt bữa đó. Dạ. Ví dụ như là trong một tháng mình ăn được một tuần thì cũng hay là ăn được bữa sáng ăn chay mà bữa chiều ăn mặn cũng không sao. Dạ. Thì cũng giảm được một cái, tức là đấy không phải ăn chay mà gì mà để mà giảm cái sát sinh đi thôi. Dạ. Chứ không phải là ăn chay mà mình ăn chay vào là sẽ tốt cho sức khỏe thì đúng có. Chứ nhưng giờ mà em thấy hồi đại giờ là cứ ban ngày là ăn chay, ban đêm là mặn không? Ừ, ban đêm là ngủ mặn. Thôi rồi, nói bậy. Thôi chị ơi. Chị nói nó vui nha bà con. Rồi đến đây cái video của Hiền Tiên xin khép lại. Chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành. Thì Tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú vào những cái clip vào sáng ngày mai.